à luân xin kính chào quý bà con ha hôm nay luân trở lại với quý bà con một chủ đề về bệnh tbd à, thì đây là một cái bệnh mà rất rất nhiều bà con nuôi tôm rất là băn khoăn trước khi thả tôm rồi là mà một thực tế nó cũng đang diễn ra đó là bệnh tbd nó làm cho À, những cái à, à, Autobot đó Mới đưa về à, Ương Khoảng tuần lễ 10 ngày Là nó bị à, Bị hư Bị hư tôm Bỏ quỷ bỏ rất là nhiều ừ, Tỷ lệ cứu thì à, được thì rất là thấp Thì à, hôm nay Luân xin à, chia sẻ với quý bà con à, Về cái bệnh này Theo Luân à, quan sát và uh, có một ít thực tế. Tuy nhiên thì cái này cũng cần phải có thêm uh, thêm chút thời gian và thêm uh, nhiều lần trải nghiệm thực tế như vậy nữa thì mới đúc ra một cái uh, cái kinh nghiệm và cái cách giải quyết nó nó chuẩn hơn và nó thuyết phục hơn. Còn hiện tại thì luân nói theo uh, cái uh, nhìn nhận của mình và cái thực tế của mình thì cái thực tế của mình thì nó chỉ là mới bắt đầu, mới bắt đầu và làm như vậy thì còn ít, còn ít. Thứ nhất, bệnh TVD về chọn con giống. Chọn con giống thì giải pháp chọn con giống ở đây á đó là chọn bot lớn, Bot 12. À, cỡ bot 12, 11 là cỡ đó là chuẩn để chúng ta bắt. Cái thứ hai đó là Cái thứ hai đó là chúng ta phải lựa chọn những cái hồ tôm mà phải tuyển chọn nó ngay từ bot 4 đến bot 7 thì giai đoạn đó là là tôm xuất hiện bệnh. Xuất hiện bệnh. Ví dụ như tôm xuất hiện bệnh thì lúc đó tôm bot mà nó có sức đề kháng cao lắm bà con. À, thì nó có thể nó bệnh và cái kỹ thuật nuôi tôm người ta có thể là là xử lý và nó ổn định và nó có thể xuất bán cho bà con. Ừ thì trong quá trình vận chuyển nó thì chúng ta cũng khó mà thấy bởi vì giờ vận chuyển thì nó sẽ đường ruột nó sẽ sẽ mất đi bởi vì quá trình vận chuyển nó mới đào thải phân mà đường ruột nó sẽ mờ đi thì chúng ta không biết được là con tôm nó thực tế là đường ruột nó có đầy đặn hay là nó mất đường ruột và cái gan cũng vậy vận chuyển xa cũng vậy nó cũng khó đánh giá được thì ở đây là chọn là chọn trên trên một cái bể à, bể ương và cái người kỹ thuật cũng như là công ty đó phải có trách nhiệm lựa chọn những con tôm mà nó nó suôn sẻ nó suôn sẻ từ đầu tới cuối để xuất cho bà con à, đặc biệt là đối với bà con à, nuôi tôm công nghiệp phải chi phí bà con nuôi tôm công nghiệp rất là à, rất là cao à, rủi ro rất là cao cũng phải à, chia sẻ gánh vác và khi bán xuất bán cho con tôm phải có trách nhiệm với nó À, về cái bệnh hiện tại như thế này còn thứ hai là gì thứ hai là khi có bệnh tbd thì sao cách giải quyết như thế nào nhưng bây giờ à, chia sẻ à, ngọn ngành thì chắc có lẽ là lưng cũng à, chưa vội chia sẻ mà lưng nói với bà con á, là chữa được chữa được bà con ừ. thì à, là một cái cách chữa bệnh chung đó thì bà con cũng phải à, xử lý nước ban đầu trước khi thả tôm cho nó 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 viết à, nó viết đặc biệt là chúng ta nên cái vi sinh áp nó ngay từ đầu thông thường nó rất rất nhiều bà con nuôi tôm là không dùng vi sinh mà xử lý là ví dụ như là xử lý bằng hóa chất cà lo thuốc tím gì đó nước trong vắt trong đẹp rồi đưa qua đây mà ít chú trọng đến vấn đề đánh vi sinh, tạo một cái nền tảng uh, cho những con khuẩn có lợi trong nền tảng trong ao nuôi của mình nó đủ mạnh, à, đủ mạnh. Thì cái này là cũng có người làm nhưng mà thực tế ra thì cũng chưa có nhiều. Và đặc biệt trong số đó thì cũng có rất nhiều bà con là không chú trọng luôn, bỏ quên cái uh, cái cách làm này. Thứ hai là tăng cường sức đề kháng cho tôm khi tôm mới về à thì tao mới về thì những sản phẩm nào mà nó vip mà nó đem lại con tôm chúng ta nó khỏe đó thì chúng ta thấy là chúng ta đưa xuống và những cái yếu tố đó, đó có thể là ngừa và cũng có thể xử lý được luôn nếu chúng ta áp dụng vào liều điều trị và kết hợp với kháng sinh thì đối với bệnh TBD này á, à, chúng ta kết hợp với kháng sinh là bình thường nha bình thường là, là trị được Trị nó là cũng phải dùng kháng sinh ừ. Cũng có những cái loại bệnh Ví dụ như là bệnh gan tụy cấp đi Gan tụy cấp đi à, Nó có bệnh đó Nhưng mà Luân Theo Luân nghĩ Thì cái bệnh đó là chúng ta không nên dùng kháng sinh Còn đối với bệnh này là nên dùng kháng sinh Hoặc là những cái bệnh khác Thì có những loại nên dùng Và có những loại không nên dùng Ví dụ như gan tụy cấp Thì Luân luôn khuyến khích bà con à, Theo cách làm của Luân Đó là gì Tăng cường đề kháng cho tôi, à, chỉ cần tăng cường đề kháng thôi và xử lý nước thôi. À, Đưa không được thì thôi chứ không có nên kháng sinh. Ừ, đối với bệnh gan tụ cấp Còn với bệnh này thì bà con có thể sử dụng kháng sinh. Ừ, thì à, có vấn đề gì đó thì chúng chúng nha, chúng ta cùng nhau chia sẻ và nếu anh em nào có uh, mong muốn là tìm hiểu nó ngọn ngành về sâu hơn uh, và cách làm của lưng uh, thì bà con cứ liên hệ với lưng. À, lưng xin uh, kính chúc quý bà con nuôi tâm thành công và từ đây về sau thì có thể là từ từ cũng như là từ từ thì bà con sẽ tự tin và thấy TBD nó cũng bình thường thôi cũng giống như là cách đây 4 năm trước lưng nó phân trắng là bình thường thời điểm đó là phân trắng là lưng nói thì người ta nói luôn là phát đúng không nói hay lắm ở à đây là đất nè xuống dưới nuôi đi xuống dưới đất, tôi cho mượn nuôi <laughs> lúc đó phân trắng như hiện tại thì sao phân trắng có vấn đề gì không không có vấn đề gì cả ở vui bà con à, mà cũng một phương pháp đó tới bây giờ luôn bảo vệ phương pháp đó tới bây giờ bây giờ hôm nay thì tới cái bệnh TBD à, luôn cũng chia sẻ bằng cái hiểu biết của mình à, chia sẻ với quý bà con à, mong là quý bà con sẽ nuôi tôm thành công à, luôn xin kính chào